Có một trang trại chăn nuôi 3.000 gà ở Tứ Kỳ, Hải Dương có hỏi rằng là đàn gà nhà tôi có hiện tượng hen khẹt kiểu CRD. Vậy thì bác sĩ có thể hướng dẫn cái phác đồ làm sao để điều trị bệnh CRD một cách hiệu quả nhất không ạ? Xin mời. Vâng, cảm ơn câu hỏi rất là tuyệt vời của anh chị. Thì hôm nay em cũng gặp rất là nhiều cái đàn gà bị CRD như thế. Thì em thường có cái phác đồ để điều trị. Đặc biệt là khi mà bị CRD, gà rất là ăn kém, thì các bác có thể bổ sung ngay cái giải độc gan siêu cấp để các bác hòa vào nước cho uống cho em. Và đặc biệt là đến buổi tối thì các bác có thể sử dụng cái sản phẩm Cepfona còng của bên công ty Supervet. Sản phẩm này nó là Ceftifur 10% kết hợp với cái tá dược độc quyền của bên công ty. Các bác có thể hòa với dịch chiết Allagen hoặc là kết hợp với cái Lancospec để các bác cùng vào với nhau. Các bác tiêm cho em là một cặp này, tiêm cho một tấn gà á, tiêm trong vòng một mũi là sẽ thấy hiệu quả ngay ạ. Đây là cái phác đồ của em hát ạ. Ok, cảm ơn các bạn đã đang xem video này. Thì như tôi tổng kết lại cái phác đồ của bác sĩ là Nguyễn Ngát ạ. Khi mà các bạn thấy đàn gà là chúng ta bị bệnh CRD hoặc là kế phát tăng CRD thì các bạn có thể sử dụng Cepfona còng này kết hợp với dịch chiết Allagen kết hợp với Lancospec. Các bạn tiêm cho một tấn gà thì con gà của chúng ta nó sẽ phục hồi sau quá trình nó bị nhiễm mycoplasma. Cảm ơn bác sĩ Ngan Nguyễn. Vâng, cảm ơn anh chị.